thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ, làm sửa soạn nhắc cắp đi chơi. Trời ơi, trời ơi, sửa soạn mà nhắc cắp nữa. Bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó, có vậy cũng phải bắt em ghen. Nếu mà không ghen là không quản em. Có, tại vì ảnh chụp hình ảnh toàn là mèo gái không à. Hỏi sao vậy không ghen? Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em nên em phải bắt ghen. Dạ em tên Đoàn Tú, công việc của em là làm về bên điện tử đó. Dạ em ở Mỹ. Còn em? Em tên là Lâm Thanh Linh, năm nay em 28 tuổi, công việc của em là nội trợ. Trước tiên là hỏi Tú nè. Dạ. Là lý do vì sao mà Tú ở nửa vòng trái đất mà Tú đến tham dự chương trình này? Dạ mỗi lần em đi làm á, cái em buồn quá, cái em có cái phone, cái em mở lên YouTube á, em coi cái các chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong em có thấy chương trình này nó vui quá, cái em mới gọi về cho mẹ với vợ em đăng ký giùm. Nhưng mà bà xã em lúc đó là ở đâu? Ở Việt Nam? Đang ở đây tại sanh em bé. Dạ. Và xin thay mặt cho ekip chương trình, những khán giả yêu quý chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn vợ chồng em để mà đến với tham dự chương trình Vợ Chồng Son này như vậy rất quý, xin cảm ơn. Chị hỏi Tâm nè, hôm nay là trong gia đình mình có ai đi chung với tụi em không? Dạ có mẹ, hai mẹ đi chung với bé, với chị em, với bạn. Xin được phép chào hai chị. Trước tiên xin xin hỏi bà ngoại trước đi. Cô có thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son không? Cô thường xuyên coi, nó thích coi chương trình này lắm. Dạ. Bà nội thấy là cái cặp mà vợ chồng này khi mà họ lấy nhau á, thì theo cái đánh giá của bà nội là họ sống có hạnh phúc không bà nội? Là thứ nhất trong cuộc đời hai đứa nó có một cái là được làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ là trước khi rời Việt Nam thì lại được đi dự Vợ Chồng Son đó. Dạ, dạ. Có một cái kỷ niệm rất là hạnh phúc mà lớn lắm ạ. Thay mặt chương trình để cảm ơn hai mẹ của cô dâu và chú rể đã tới đây tham dự chương trình và cổ vũ động viên cho hai con của mình. Và bây giờ xin phép để được trò chuyện với lại cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi, Tú thì ở bên Mỹ, còn Linh thì ở Việt Nam đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để đón đi, có thể là hai bạn quen nhau trên mạng đúng không? Dạ. Dạ. Hay không? Quá hay luôn mà. Rồi, quen nhau trên mạng làm sao? Dạ, em có một người bạn chung. Thì bạn này bạn học của em. Dạ. Rồi cũng chơi trên Facebook. Rồi bạn này lên Sài Gòn học chung với vợ em. Bữa đó em vô, em mới thấy bạn này xinh á. Vô em mới tán thằng này chơi. Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại. Thời gian sau, cũng mấy tháng sau mới quen đó anh. Bến bao lâu thì mới gặp nhau? Cũng khoảng gần một năm sau đó anh. Ấn tượng của em đầu tiên mà khi em gặp cô này ở ngoài đời thì như thế nào? Nhìn hình rất là chân dài, xinh lắm. Nhưng mà ở ngoài thì xinh thiệt, nhưng mà chân dài thì không có anh. Quá. Còn em thì sao Linh? Trong hình thì em cũng thấy cũng không có cao to, nhưng nói chung là dễ thương, bảnh tỏn, đẹp trai. Trong lúc yêu nhau đó thì có ấy người ghen không? Qua điện thoại thôi á là có ghen. Dạ có, ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Dạ hai đứa đều ghen nhau. Đứa nào ghen dữ hơn? Dạ em ghen dữ hơn. Đó. Giống như ghen người vô hình vậy đó. Đó. Được kiếm đó. Em ơi anh yêu em lắm. Anh yêu em lắm nha, vừa bỏ điện thoại xuống em ơi anh yêu em lắm. Không có thôi chị. Có không? Đấy, đang nói chuyện với em á cái nói hơi mệt quá anh đi ngủ nha, nhưng mà thực ra là đi chơi với người khác. Ồ sao em biết? Em có linh tính vậy, cảm giác vậy nhưng mà đúng là sự thật luôn. Em có cái đợt nào mà cô ấy ghen dữ dội lên không? Dạ lúc nào chia tay luôn không? Cũng có mấy lần. Dạ tại là em đi làm ngày thường, cuối tuần em mới được đi chơi. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn make up đi chơi. Trời ơi, sửa soạn mà make up nữa. Có make up anh, make up tóc. Tóc hả? Dạ, dạ, phải nhổ cạo râu. Rồi bây giờ đến sau khi mà các bạn đã cưới nhau rồi thì vợ còn ghen không? Cũng còn anh, hơn vậy nữa. Dạ, tại vì mỗi lần mà đi chơi với bạn á là vợ phải kêu mở cái phone, phải FaceTime ở xung quanh lên cho vợ coi đi bạn nào vậy đó. Khó lắm anh, nếu mà không mở là về là hồi là chết rồi. Tú có cảm thấy khó chịu khi cái chuyện mà bị kiểm soát như vậy không? Có anh, mấy lần cũng gây lộn hoài vấn đề đó đó. Tại vì ảnh đa tình lắm, xung quanh là ảnh lúc nào cũng là con gái hết á, không có con trai. Có với con trai cũng nhiều lắm chứ. Nhưng mà không có đi chơi với con trai, đi chơi với con gái đâu mà. Ủa làm ở thẩm mỹ viện hay sao bạn gái không? Không, tại vì từ thời em ở Việt Nam cho tới qua Mỹ đến giờ là em toàn làm chơi với con gái không à. Từ xưa, tại em sẽ thích chơi với gái. Ủa, nhưng mà đâu em nói cái gì cụ thể coi làm sao mà em ghen. Ví dụ giờ làm sao mà em linh tính được là cái cú điện thoại đó là giả bộ. Dạ thì thường á vào cái giờ đó khi mà em đang làm á thì rảnh được chút xíu là em với ảnh nói chuyện. Thường thì nói chuyện cũng lâu lắm thì ảnh mới cúp máy mới đi ngủ. Mà đằng này ảnh mới nói chuyện chút xíu mà ảnh hay mệt, ảnh đòi đi ngủ. Là em có linh cảm gì đó. Cái một hồi sau nữa ảnh đi rồi em mới gọi lại. Xong rồi em cũng có lên Facebook em coi bạn của ảnh có up hình lên hay không, là có đi chơi hay không.
Thì đó, em mới phát hiện là ảnh đi chơi, ảnh gạt em. Đi chơi nhưng mà có gái không? Dạ có, đám con gái không à. Lúc nào cũng diện đồ bảnh tỏn đẹp trai á. Trời ơi, thương quá. Giờ tụi em lấy nhau xong nè, ở được bao nhiêu lâu thì em trở qua bên kia? Là cái lúc mà về cưới đó là em đi 6 tuần, sau đó em về lại Mỹ. 4 tháng sau em quay lại Việt Nam tiếp, em đi 2 tuần. Rồi sau đó tới 1 năm sau em về một lần Tết nữa. Đó, rồi lần này nữa về lại rước vợ qua luôn. Có nghĩa là tụi em sống xa nhau được khoảng gần 3 năm. 3 năm. Mà gặp nhau được có mấy lần như vậy? Dạ. Như vậy cái thời gian ở bên cạnh nhau ít thế mồ đi. Dạ. Rồi lúc sanh em bé là em có về được không? Tháng nữa sanh em bé đó em về. Nhưng mà em về em bé nó chưa chịu ra. Dạ, xong rồi cái em vừa đi là 2-3 ngày sau nó mới chịu ra. Dạ. Thế là dẫn ba nó. Lúc đó cảm giác của Linh sao lúc mà khi sanh mà không có chồng mình cả? Buồn lắm chị, kết nặng lắm. Mình nghĩ mình mang bầu thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi mình sinh ra thì mình phải chăm nó. Giờ mình thức đêm, giờ nhiều khi nó bệnh, nó khóc, nó không ngủ được, nó la, mình chết lắm. Người ta sinh thường là xuống là người ta ngồi được rồi. Còn em sinh thì em không ngồi được, nằm cũng đau nữa, tháng trời em mới ngồi được. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái stress đó? Thì em nghĩ tới con, thì em nghĩ là nó còn nhỏ thì nó vậy thôi. Nhưng mà khi mà nó lớn một chút thì mình sẽ đỡ cực hơn. Mình nghĩ như vậy thì mình ngày nào cũng cứ như vậy rồi mình cố gắng mình vượt qua. Với lại có chị rồi, có mẹ rồi động viên an ủi, thì cũng có chồng an ủi nữa. Rồi bây giờ nè, cưới nhau về thì em phát hiện ở Tú nhiều điểm xấu không? Dạ nhiều lắm. Lười biếng nè, không biết phụ giúp vợ nè, và cọc tính. Không phải chị, giống như nó có cái nhiều cái, ví dụ như ăn uống em cũng có phụ, dọn dẹp cũng có nấu ăn. Nhưng mà giống như đi đâu đó đó, thì tại vì mỗi lần mình đi ra ngoài á, chị biết không, trời nóng á, em ở bên kia nó lạnh, về đây nóng quá, nó chảy nhớt, nó làm biếng. Cái mỗi lần nên cứ như vậy là bị vợ chửi hoài à. Rồi, vợ em hay ghen với em, đúng không? Dạ. Nhưng mà Tú ngược lại, Tú có ghen với Linh không? Em thì không có phải là ghen giống như kiểu vợ em, cái chuyện nào đúng thì mới ghen. Nhưng mà có những chuyện em không ghen, vợ em bắt em ghen nữa. Ủa là sao? Thì mỗi lần mà giống như em chụp hình với bạn nào á, rồi em chụp hình xong rồi cái đi chơi để lên Facebook, cái vợ em thấy vậy đó, cái vợ em cũng chụp hình với bạn trai, con trai á, giờ cũng để Facebook, gửi em coi, em thấy bình thường không gì hết. Xong bây giờ em mới hỏi em, bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà, nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó, có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu em không ghen là bệnh gan quạng vậy em. Có đó, tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mèo gái không à. Hỏi sao vậy không ghen? Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em nên em phải bắt ghen. Bây giờ còn gì nữa không Tú? Lâu lâu cũng có anh. Thôi giờ hỏi Tú đi, phát hiện vợ mình có nhiều điểm xấu không? Có anh, chưa cưới thì vợ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, sau khi cưới về làm như vợ chở mặt anh. Trời ơi, chở mặt. Mà đụng chút xíu là la. Dạ, cằn nhằn dữ lắm anh. Thấy bà nào cũng vậy luôn á. Giống như bà cụ non vậy, đụng chút xíu là cằn nhằn la sùm á. Mà đó lúc quen không có cằn nhằn đúng không? Dạ không, nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, nó nhỏ nhẹ mềm đâu, bại. Phải có cái vấn đề gì mới cằn nhằn chứ không tự nhiên. Thì giống như mỗi lần mà em về vợ muốn đi chơi đó, tối đi trời mát rồi đi chơi. Vợ em muốn cái kêu ban ngày giống như trời nắng kêu anh ơi đi chơi, cái em cái mềm câu thì giờ đó. Mỗi lần câu giờ cái vợ chửi suốt giờ, khi nào mà em tắm thay đồ đi ra khỏi nhà thì thôi. Rồi còn gì nữa không Tú? Dạ, với thứ hai là trước khi cưới á, vợ em có lập ra một cái giống như là mình cho dù có gây nhau á là mình cũng không có được xưng mày tao hay là tui gì đó. Nhưng mà ngược lại khi mà gây nhau là vợ em là người phá vỡ cái đó chứ. Dạ. Ủa là mỗi lần dẫn Linh rồi. Dạ, là tui trước, xong rồi cái hồi là tao luôn. Trời ơi, cái kỳ vậy? Tự nhiên em phê, tự nhiên em xé cái nội quy vậy? Tại vì cái chuyện mà em với ảnh cãi nhau là hai đứa đã hiểu nhau rồi. Nhưng mà ảnh cố tình á, ảnh chọc em tức lên để em xưng hô cách vậy đó. Và cho hai đứa căng thẳng lên vậy đó. Ủa phải không Tú? Em khoái là vợ em kêu mày tao. Dạ tôi anh vẫn nhây. Dạ tại vì mà như vậy, mỗi lần như vậy thì em không có bực. Mới đầu bắt người đúng không? Dạ, mới đầu bắt vô câu chuyện thì em rất là bực. Nhưng mà càng về sau em thấy trong lòng rất là vui lắm. Mà càng vui em càng há dạ, em càng chọc. Em kể cho anh nghe một lần nào mà kêu mày tao với em. Giống như một lần mà đi shopping á, hỏi có mua đồ không? Em nói không. Vợ nó coi đi làm chi, thì buồn quá nhà đi cho vui. Đi xong cái vòng tiếng sau cái em chụp hình em gửi đồ em mua qua. Cái hỏi vậy sao nó không mua? Cái này đồ cũ, nó mua hôm trước. Hôm trước sao hôm bữa em chụp, nói hôm bữa quên chụp. Cái thế là vợ em nói vậy là nãy nó xạo mà mới đi mua đúng không? Cái này là kì cái em sẵn em chọc nói cái này đâu có nhiêu tiền đâu, ví dụ như mua có 10 đồng em nói mua 100 đồng cho vợ em tức chơi. Cái giờ không biết xài tiết kiệm tiền phung phí đâu, chọc hồi cái mày cũng nghe thôi, mày làm như mày làm đi. Mà có phải thường xuyên vậy không? Lâu lâu thôi ha. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tú?
Em ơi, trước khi qua Mỹ á, là anh muốn nói em là qua Mỹ cuộc sống nó không giống như cái bên Việt Nam, cho nên anh muốn em là phải bớt nóng tính và phải kiềm chế lại bản thân mình và phải biết nhịn nhục, chỉ vậy thôi. Thế thì em mong muốn ông xã mình điều gì trước khi bắt đầu về với chung nhà? Em muốn anh á là bớt độc tính lại. Biết giúp vợ, không cần vợ nói, chỉ cần nhìn vợ là biết là phải giúp cái đó, không cần vợ phải kêu. Dạ, hai đứa có hứa với nhau không? Dạ, hứa với nhau không được. Rồi bây giờ hành động đi, thể hiện gì đi chứ. Anh xin hứa cho em. Nói nghe nè, giờ chị nói nè, khi mà qua bên kia đúng là như lời chồng của em nói, cái cuộc sống nó sẽ thay đổi mà em bị bất ngờ nếu như em chưa từng qua đó. Dạ. Tại vì chị có con gái, chị đi học bên kia, chị biết thay đổi cả về cuộc sống và đương nhiên em sẽ thay đổi luôn con người của em nữa. Qua anh kia nó được có một cái như vậy rất là hay là vợ chồng sẽ cảm thấy là gần gũi nhau nhiều hơn và chắc chắn là sẽ tự dưng là phải giúp đỡ nhau, giống như nó gom về một cái khối nhiều hơn là như bên đây. Ở bên đây chứ chồng còn nhiều khi có những cái ta bà việc khác nha. Những cái chi phối của xã hội xung quanh đó, là nhiều người thân bên cạnh nè, nhiều bạn bè bên cạnh nè, rồi thời gian trống cho mình rất là nhiều. Nhưng mà qua bên kia nó khác, đi làm từ sáng tới chiều chỉ có hai vợ chồng thì tự động các em sẽ thấy gắn kết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái gắn kết đó mà tụi em phải nhường nhịn nhau, phải cố gắng nhẫn nhịn, giống như chồng em nói, phải nhẫn nhịn. Và tụi em không có thời gian để mà giống như em mong chồng em là phải biết hiểu ý em đâu, không có đâu. Không có thời gian để mà đón ý em được. Cho nên em muốn cái gì em phải nói. Chứ chồng em không có tự hiểu em được đâu. Tại vì sao? Không có thời gian để làm việc đó. Cho nên chị mong rằng là cuộc sống mới tụi em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau hơn, và cuộc sống tụi em sẽ hạnh phúc hơn để lo cho con của mình. Xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này, không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi đâu. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Chị Dân có thấy không? Với một hành động của mình có thể cho thấy được chú rể là một người chồng rất chu đáo. Thực ra là các cặp vợ chồng son á luôn luôn vẫn còn giữ được cái ga lăng lịch lãm giống như là hồi còn yêu, đúng không? Bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Hạo Nhiên, hiện 32 tuổi, đang làm chuyên viên về công nghệ thông tin. Còn em? Dạ, em là Minh Thư, hiện là công nhân viên chức. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em là học chung nhau từ hồi cấp 2, thì gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên có một cô bé nhỏ ngâm ngâm mà luôn luôn sử dụng chặt bướm để lột tóc, nhúng tóc trên đầu. Thì lỡ khác hết tất cả các bạn nữ khác lên để ý. Ủa chứ các bạn khác thì kẹp kẹp gì? Không có khác thì để thường thường để tóc ngang, tóc dài xuống thôi. Riêng bạn này là cứ kẹp bướm, kẹp bướm cái đầu, đúng không? Bướm màu gì? Bướm màu hồng vậy. Bướm màu vậy. Cháu này xuất hiện trong chương trình hôm nay, em không có đi kẹp bướm trên đầu. Em già rồi. Vậy thì còn em ấn tượng về anh này từ khi nào? Ấn tượng là thì là chồng em nó vừa trắng vừa tròn, vừa mũm mĩm dễ thương. Mà em thì lanh chanh lách chách, còn chồng em thì ngồi góc vậy đó. Hai người học chung lớp không? Dạ. Chung lớp. Chung lớp. Có chung chung bàn không? Dạ, không chung bàn. Ồ vậy hả? Rồi tụi em học với nhau suốt luôn hả? Thế lớp 9 là chuyển trường. Thì bẵng nhau khoảng một thời gian là khoảng 6-7 năm thì mới gặp lại nhau. 6 năm sau bạn gặp lại nhau. Vậy thì lúc đó cái cảm giác như thế nào? Thì đó, vô tình cái gặp lại cô bé này đi ngược chiều. Ủa em gặp rồi em có nhớ ra liền đó là cái cô bạn mà cột tóc bướm không? Nhớ gì vậy? Vậy thì gặp nhau bùi ngùi. Dạ không có bùi ngùi. Tại vì cô bé này đang là bồ của bạn thân. Mà lúc đó em đang cổ đi một cô ghép cô bé khác mà cô bé là bạn thân của bạn này. Cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng chưa có gọi là một cái gì gọi là có tình cảm gì. Thì đúng rồi. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn mới thật sự là có tình cảm? Sau đó khoảng một năm thì bạn này thì có trục trặc với người yêu. Bên em cũng đang có vấn đề cô bé bên kia. Nên mình thì quân sư cho bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Vậy thì ai là người có tình cảm trước? Cái thời gian là quân sư thì hay nói chuyện điện thoại qua lại với nhau. Cái tối lại về nấu cháo cứ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có một bữa là em nói thẳng luôn, bây giờ ông muốn quen tôi thì quen rồi, còn quen chơi thôi chứ không có quen thiệt. Quen thử rồi mình quen, mình hợp với nhau thì mình tiến tới tiếp tục tìm hiểu, còn không thôi mình chia tay. Vậy là thử yêu. Dạ. Vậy thử yêu. Sao? Em trả lời sao? Dạ thì mình đó thì tại vì em cũng không có vướng bận gì nên cũng thử cho biết nha. Vậy thì thử như thế nào? Cũng bình thường cũng này đi chơi thì cũng lúc là hai đứa lúc này nhiều người coi mình đố quan tâm đến họ thế nào mà họ quan tâm mình thế nào. Thì sau đó mình nhận ra là
mình có tình cảm thật sự với họ, bên vợ em và vợ em cũng tình cảm thật sự là. Vậy thì trong quá trình yêu nhau chắc chắn hai bạn phải trải qua một cái giai đoạn gian truân và trắc trở hay là trơn tru? Nó vừa gian truân mà nó cũng vừa có trắc trở. Trắc trở sao? Cái tính thì thật sự là không hợp ngay từ đầu, rồi biết là không hợp rồi nhưng mà cố ráp lại coi nó khớp hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian yêu nhau chia tay mấy lần? Đến không hết luôn hả? Rồi thì bao lâu thì hai bạn cưới nha? Lúc quen lúc cưới là 10 năm. Sao lý do gì mà yêu nhau tới 10 năm dài đẵng đẵng vậy? Cái này là lỗi tại em. Bản thân em là thích tự do. Em nói cưới hay không cưới cũng là vấn đề, quan trọng là ở nhà có vui không, hợp với nhau. Vậy thì bây giờ hai bạn sau khi nó cưới rồi thì hai bạn có thấy là vui nhau? Nó nặng nề. Nặng nề. Trách nhiệm nhiều quá. Tại vì mình độc thân nó khác, mình có gia đình nó lại khác. Ủa vậy sao em không có giữ vai trò giống như là hai người quân sư? Ví dụ như em nặng nề quá, nói anh giờ em nặng nề quá, giờ sao? Quân sư cho em đi chứ. Ngược lại, hai bạn từ quân sư mà yêu nhau mà, đúng không? Dạ, thì bởi vậy tụi em mới tham gia chương trình, nó coi như một cách làm mới, coi như biến cái 10 năm cũ bỏ đi, làm lại. Chị, như vậy là áp lực dữ lắm nghe chị. Đó, bởi vì anh với chị Vân sẽ làm một cái động thái như là giúp cho hai bạn nó bớt nặng nề. Trước khi lúc em quen nhau đó, nó cũng không có vấn đề gì nhiều. Mà đến lúc cưới thì là rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc cưới thì vấn đề xảy ra là dị ứng toàn người luôn. Thế là cưới là vợ lo hết. Vợ đi mời thiệp, vợ đi đặt khách, đặt nhà hàng. Rồi đến lúc mà đêm tân hôn thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Lý do là chồng dị ứng hết rồi, không thể nằm chung vợ được. Rồi sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng lại vô gia liễu. Nên không có động phòng. Là tụi em đi sau khoảng đi, một tháng trời lại là giặt mặt á, là ở trong gia liễu. Chắc là em bị dị ứng cái sơ hóa chất. Dạ đúng rồi, sơ hóa chất đúng rồi. Em không chưa biết là những người phụ nữ khác nào chứ. Rồi em thì cởi đồ cưới ra xong rồi lấy thuốc chấm chấm toàn thân. Sao không để hết dị ứng rồi cưới? Dạ là đặt để hết phát. Rồi à, tôi nghĩ là trước một tuần lễ ngày cưới là phát dị ứng hết rồi. Ủa rồi yêu nhau lâu quá vậy là coi như là biết nhau hết, hiểu nhau hết vậy đó. Rồi lúc lấy nhau về có gì khác hơn lúc yêu nhau không? Trời cũng sốc nhiều quá. Sốc quá hả? Ví dụ trước khi cưới á, cái làm đủ thứ trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới. Nhưng mà thật ra không thay đổi gì á, chỉ là bưng bít. À, bưng bít. Ê, dùng bưng bít nặng lắm á nghe. Nặng lắm đó, đáng khác là qua mặt hay chỗ. Bưng bít cái gì ta? Bưng bít là xấu luôn đúng không? Còn cái gì mà xấu ghê gớm hơn nữa không? Xấu quá luôn á. Xấu của chồng em á. Xấu chồng em á là ở giờ không chịu được luôn á. Chạy chồng em là thường thường hay trực đêm, ta mang màn chải hay là đồ cạo râu hay là cái gì á, khăn đồ đi theo để ta rửa mặt buổi sáng. Không thôi chi em để 2 ngày 8 lần cho tiện gọn. Thì không vậy, 2 ngày 8 lần nếu mà sao không đến ăn rửa mặt luôn á. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là gì? Hay là mềm lắm. Chồng về cái quên khóa cửa thôi, mà chị quên khóa cửa ra. Anh ơi ra khóa cửa đi, thì nó một câu vậy thôi. Nói từ lúc mà lấy vô nhà lấy chìa khóa ra khóa cửa vô nhà xong rồi hút thuốc hết tụi chưa hết là bèm cái chịu khóa cửa. Có con chưa ta? À, chưa đúng không? Mới vậy hai bạn rồi, hai bạn tính bao lâu thì cái bị... con cái là coi như trời cho thì lúc nào thì có. Lại thì chưa muốn con này nhưng mà em rất muốn có con. À có nghĩa là do em đúng chưa? Em chưa muốn có con vậy mà em lại đổ thừa. Con là gì vậy? Là em đang bưng bít. Ủa mà lý do là sao? Có đứa trẻ thì nó trách nhiệm nhiều lắm. Mà chồng em thì giống như em đang có đứa trẻ 30 tuổi thôi, em có thêm đứa nữa cho em khổ dữ vậy. Ba mẹ gào thét rồi, gia đình rồi, dòng họ ai cũng gào thét. Mẹ nói mẹ vợ nhà, mẹ nói mẹ nói mèo còn đẻ được chứ sao mày không đẻ. Nói chung cũng còn đã không tư tưởng. Nhiều khi em có con chồng em lại thay đổi, biết đâu nhờ đứa con cảm hóa được sao. Bạn yêu nhau cả 10 năm chưa cảm hóa được mà con sanh ra một cái là tự nhiên đó. Chồng thay đổi liền. Mà chơi trò chơi đó mạo hiểm. Này tật xấu giờ em còn gì nữa không? Hay chơi chồng rồi sao không bằng chồng người ta. Sao không anh không có đấu đá người ta, anh coi đi chồng người ta kìa. Chồng ta lấy tham thì cũng nói lại chứ em lấy thằng kỹ thuật chứ không phải lấy thằng kinh doanh đâu mà đòi hỏi. Ê, chưa dắt nghe. Vậy em muốn chồng mình có những sự thay đổi gì không? Chồng bớt lời. Thế còn em? À, thì em muốn là vợ bớt nhằn nhằn đi. Hai là chồng về nấu cơm có sẵn nhà đi đó, rồi anh về nhà là em mới nấu cơm. Về phải chờ nửa tiếng cái tiếng xong rồi ăn cơm. Mệt mỏi đi ngủ. Không phải em biết nấu ăn. Mà nấu ăn á, mà lần nào cũng vậy á, cứ 7 bữa thì là hết 4 bữa ông nói chút nữa anh về, chút nữa anh về. Mà một chút á, nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng. Mà cơm canh nó nguội, mà để cứ dư như vậy thì đồ ăn ăn lại đâu có tốt đâu. Đó. Ăn lại nó đâu có tốt. Thế ăn cái gì cũng phải có lý do, đâu phải tự dưng mà vậy. Còn gì nói luôn đi. Nói nhất là hai vợ chồng không có một đứa con. Thực ra vậy nè, vợ của em á là đầy đủ tố chất để làm người mẹ. Thứ nhất á là cái người phụ nữ sạch sẽ, đó là cái điều cần thiết nhất để có thể chăm sóc một đứa nhỏ.
thì con nít mà nó mong manh lắm, những người phụ nữ bê bối mà tỉ dụ mà đổi ngược lại cái vai trò mà em chăm sóc con em là thấy mệt mỏi rồi. Thứ hai là nấu ăn được cho chồng là đã biết nấu để chăm con rồi. Rồi bây giờ ông chồng mà nó mong muốn cái điều đó vậy thì em có đồng ý hay không? Đồng ý chứ, ngoại trừ là chồng em phải đúng giờ. À, bây giờ là phải anh phải sửa, bây giờ sửa. Phải có một người nói như thế nào thì bên kia mà ta mới đồng ý cái chuyện mong muốn lớn lao của mình. Đó giờ sao? Anh Phương anh sửa. Sửa rồi đó. Sửa vụ mà giờ giấc đó. Bây giờ người ta đã đồng ý ta sửa rồi kìa. Bạn thì sao? Yeah. Đó, hai người đứng lên hứa với nhau. À, em đồng ý cho anh cơ hội làm lại lần nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi em đồng ý. Cũng đồng ý là sinh cho anh một đứa con. Đúng. Một hoặc hai đứa. Và tôi hy vọng là ngay sau chương trình ngày hôm nay thì có thể là tối hôm nay các bạn thử và sẽ có tin vui trong ngày gần nhất. Xin cảm ơn hai bạn. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Thiên Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, yeah. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. À, yeah. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm dạ, hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp. Ô, cho đời đẹp không? Chị làm như là bây giờ đó là bán nó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó, bởi vì hỏi như vậy để chị Dân nói đó. À, ok mà em. Dạ à, em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, hiện bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc. Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook và Trang Bay. Dạ. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Ừ. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với cái áo lót áo phông á. Dạ thì áo thun. Áo thun á, áo thun. Dạ. Áo thun. Thì em thấy tướng mập mập mạp. Dạ. Là tròn trịa với đi cái đôi giày lúc tờ á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ, búp búp mà xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê. Xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi. Thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á. Thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Dù là không có ấn tượng gì hết. Thấy ôm nhóm nhất à. Nhóm nhất rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn, đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia đúng rồi. Trời mắt mới thì mặc sọt chi đặng cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không? Là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Bữa đó không. Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không, xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy dáng múp là làm muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi. Đi chơi karaoke, hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Ồ. Dạ. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không muốn gì dạ. Đúng không? Dạ. Chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm đòn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ. Cây bắt đầu ngã rạp nhanh... xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là
em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn đó là ba đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi, chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh ấy chạy xuống quận 9, tức là em ở Diên, anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi thì nó xíu về. Cái này anh giận, anh giận cái anh chạy về, chưa là gì mà cũng giận luôn vậy, ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về, chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ, xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi, thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này rồi. Mà lúc đó nha, máu đi xong đúng không? Máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á, lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Giấu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Nhận. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm mình công nhận? Hả? Hoặc xăm mình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Dạ, đại diện cho hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái sự mà mê gái đó. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bặt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe. Chắc dạ, té xỉu khô luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa dạ, đó thấy xì sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Thấy máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn. Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn em phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra cái em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện. Không đi. Nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sao phải may một giờ còn một cái hẹo dài của này. Thấy nhộn nhạt mình, thấy cái gân. Ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mà ổng cắn rồi đúng không? Chắc là rồi lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó bà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhom ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lè xanh lét luôn. Cũng may không méo xỉu rồi. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi, đúng là dạ, sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ, lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn, nhỏ bạn em nữa đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, là sau đó là gì? Dạ, mấy năm rồi. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó có là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hùng trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới hôn của em cái. Hôn cái đó mà cũng bất ngờ. Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi làm gì luôn. Làm bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bả không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ?
Lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử, sống từ phòng riêng. Hai người nhỏ bạn đâu. Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Nên em tại vì nó ở sau đó ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Em sợ ma. Em đúng em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Cả lộ bị lộ biết hết rồi. Dạ. Thầy nghĩ thật sự tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn á đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết, không có cho luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ gì được đúng không? Không ngủ ngày, không ngủ tuần. Nói chung em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á, xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi không, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chứ có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nó là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Xong rồi cứ khích xong rồi. Là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em thì bảo vệ em xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm. Có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém rồi đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Chồng em có ý chủ động. Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai con gái là anh biết rồi, con trai con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền, bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re là làm gì làm cũng tấy ma tấy máy gì đó mà tấy im ru im ru luôn. Mà sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau như vậy đúng không? Sau bữa đó vô thấy mà nằm im re liền, nằm re liền đó là dính luôn. Chừng sao giờ sao đâu bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi có sự cố xảy ra không? Thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Giờ 2-3 tháng sau á. 3 tháng sau là có bầu. Là đêm nào cũng là đêm cây nào cũng đụng chạm luôn. Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn. Kiểu kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em cứ tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Như là một đêm bà hì hục là liên tục luôn. Cây đêm cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lẹ luôn. Dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương xong rồi á. Đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha, mẹ, cha mẹ cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa?
Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân đây là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé dạ, nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn rồi bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa, ba đứa rồi dạ. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai, con trai thứ hai con trai luôn nè, thứ ba là con gái. Dạ. Ngon rồi. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Ngon rồi. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái tên gì? Dạ tên Bối. Bối phải là cái kinh mà. Con bé Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối nha. À, Bối An Nhiên đó, là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối nhỏ. Dạ, đó. Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay anh đang có dẫn bạn theo. Dạ không. Phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà, tại vì mẹ bị mệt á. Anh em cũng bị mệt, xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá, cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Thì sau bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Không, hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối, nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa. BOBG gì đó mà bánh là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bánh kem đi, nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu lần. Ồ, ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nữa luôn. Chị với em mướn nhà cái bên để chuẩn bị đập mình hứng đó, qua cảng đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quét, không có. Không, chạy không quét thì chắc nó cũng biết sai. Thì trời quá rồi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Rồi. Bỏ. Bây giờ bỏ rồi. Sau lúc đó tại luôn. Vì mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì có chậm rãi rất là nhiều. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó.
hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công là kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, ồ trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha, rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy kia, trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong ồ làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi, thành cái thói quen luôn vậy. Rồi bây giờ mong muốn em thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha, không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi người ta bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng nói mà là bất ngờ. Mà lãng mạn thì nhiều. Là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhâm nhẹn và lãng mạn. Yeah. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản luôn đó. Em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, xem đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Mỗi lần dần là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh đang nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Rồi dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng không? Dạ. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á, cái đó thứ mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi mình thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. La chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt không la. Có la trước mặt bối không? có bối nó giận luôn. Bối giận á. Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau, em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mày la là nó nạt em liền luôn, em không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu, bà bối của ba mà, của ba bà bối mà. Rồi sao nữa thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí bảo ăn đi không nó ngồi á, ăn đi không mà lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không. Trời, ăn không ăn dễ, nữa dễ tổn thương quá vậy. Dễ giận lắm. Rồi nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Chơi hết luôn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này đó là em hết luôn. Không ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Rồi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính. Thương người. Không cần phải nói điều đó. Nên em không muốn thay đổi. Phải giúp bà một. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì. Chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á. Nhiều khi bảo tại vì
tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mặt hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh, nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Bây giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kì cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó sao? Là 5 năm năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là máy giặt hư. Mà dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu mình chị ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng rồi, thể dục. Tập thể dục đúng rồi. Có cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thôi em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Quá hạnh phúc với công việc của người ta. Thôi, đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia mà thấy nó dễ thương. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi, rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện. Nha. Giờ tụi mình bốc thăm đi đã, bốc thăm may mắn coi là mình có may mắn hay không nha. Dạ. Rồi. Ok, hay quá. Phê ngon á. Ngon. Mặt bà giận. Không ngại cái mặt. Mặt không kỳ cục đó nè. Mặt bây giờ ước gì quỷ bi nó phân thân được. Để bộ đồ này lại cho em mượn. Mặt xong em phân thân ra. Ờ, có nghĩa là em là hai người đó. Điển hình á. Có nghĩa là quay những cận công cận của chị trước. Điển xong hình. Chị đi ngủ. Cái quay hai người đó. Mà thật ra bây giờ xếp vậy nè, em với chị ngồi đối diện á thì mới giả được. Hai vợ chồng quá. Em chị ngồi đối diện. Đó giờ đội cái tóc giả thôi là qua cho chị. Rồi hai vợ chồng qua đây. Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Sophia đứng đây. Rồi. Còn một số nữa là về rồi. Tùng. Mình chưa đã phải chịu phải chịu ông chú tao 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 Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. À, chúng ta có những phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son như sau. Trước tiên đó chính là trọn bộ son môi Rurika Nhật Bản đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai, đây là món quà nhỏ bé nhưng các vợ chồng đều muốn nhận được món quà này. Đó là một miếng cước chùi nồi. Sova hiểu miếng cước chùi nồi không? Không ạ. Chút nữa sẽ biết nghe. Rồi, món quà thứ ba đó chính là nước súc miệng y ong muối. Và món quà thứ tư đó chính là sữa Love Úc được sản xuất từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu. Rồi bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đau lưng lại nhau. Đau lưng lại. Dựa lưng vào nhau. Nghe câu hỏi. Tựa lưng vào nhau. Nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Ok. Hai vợ chồng trả lời giống nhau nha. Món ăn cả hai vợ chồng bạn đều thích là gì? Cái món ăn mà hai vợ chồng yêu thích đó là món gì? Ghi vô rồi. Không nói, không nói. Cô chồng thôi. Vợ không. Hai vợ chồng cùng thích. Hai vợ chồng cùng thích. Món hai gì? Vợ chồng thường ăn chung với nhau món gì, món gì cũng được, không được nói.
Rồi xong chưa Vũ? Xong chưa Sơn? Xong rồi. Rồi, yeah. Rồi mời Sophia và Sơn quay ra. Món mà hai vợ chồng Sophia và Sơn yêu thích đó là món nem. Chính xác. Đó. Hai vợ chồng Vũ, món gì? Mì Quảng. Mì Quảng. Hay quá. Trời ơi. Rồi mời Tom mang những quả tim tươi thắm trong những ngày đợt quay cuối cùng này mang xuống dưới. Sắp tới không biết ai sẽ là người thừa kế em. Kế thừa chứ. Không biết ai sẽ là người kế thừa. Sẽ truyền ngôi cho ai. Và bây giờ hai cặp vợ chồng quá hiểu ý nhau nha. Rồi bây giờ mời hai cô dâu bước lên. Một cô dâu Việt Nam, một cô dâu Ukraine ha, sẽ bước qua một cái trận gọi là để phân định có ai là chiến thắng. Ai chiến thắng thì người đó sẽ ưu tiên chọn trước ha. Nhớ nghe, biết đánh đồ xì không? Biết đánh đồ xì không? Sophia, biết đánh đồ xì không? Sophia, biết đánh đồ xì không? Dạ, ra nè, cái búa nè, cái bao nè, cái kéo nè, no. Yeah. Yeah, okay. No giếng nước yeah. No trái tim yeah, rồi chuẩn bị 1 2 3 4 5 không giếng nước tôi nói rồi không được à, ra cái bao búa kéo thôi 1 2 3 rồi thua thấy chưa rồi mời Sophia quay về. Như vậy mời Sophia và Sơn chọn đi, chúng ta có 4 màu, các em chọn màu gì? Một màu thôi. Ok, màu xanh. Rồi đứng yên đó. Hai vợ chồng em hồng đi. Hồng á. Trời ơi, nó đành đỏ, không lấy cái màu hồng của tôi. Thì màu đỏ em màu vàng nha. Rồi mời các bạn bước về cái thùng mà mình đã chọn. Khoan mở nha. Rồi Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Để xem trong đây là gì. Chuẩn bị. Khoan mở dạ, Sophia dạ. 1, 2, 3, mở. Chưa. Bùm. Đây Sophia. Đừng mở. Đây, cước chùi nồi là cái này nè. Cước chùi nồi. Nhận ra chưa? Làm gì để rửa chén? Đây là miếng cước chùi nồi, không phải để rửa chén, không phải để rửa bát ha, mà để dành mang về nhà ha, lộng kiến để trên đầu giường. Hai vợ chồng trước khi hành động lấy xuống chà qua chà lại bảo đảm có em bé nha. Đây là biểu tượng sự hạnh phúc đó nghe Sophia. Rồi. Mời các bạn chuẩn bị. 1 2 3 mở. Rồi. Chúc mừng Sophia và Sơn đã nhận được phần quà, đó chính là sản phẩm sữa lớp đến từ, đó là sản phẩm sữa lớp Úc được nhập khẩu từ nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu. Ủa gì kỳ vậy? Chúc mừng hai vợ chồng Sơn và Sophia đã nhận được phần quà đến từ sữa lớp Úc, và chúc mừng hai vợ chồng của Vũ đã nhận được phần quà, đó chính là nước súc miệng y ong muối. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện gia đình, những câu chuyện hạnh phúc. Và cũng thay mặt chương trình cảm ơn thương hiệu đã đồng hành cùng với chương trình, đó chính là sữa lớp Úc, với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn, chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp hạnh phúc là lựa chọn.